xin giới thiệu với mấy anh em nha. Anh em mình cũng có làm cái vườn lan. Nên mình có mình làm clip rồi nhưng mà nay làm sơ sơ, hôm nay mình quay chi tiết lại. Rồi giới thiệu với mấy anh em chơi cho vui. Vườn lan. Đây là lan đột biến nè. Mình mới làm lại bộ ghế đá rồi cỏ. Rửa tay, rửa chân vậy đó. Okay. Lan đột biến nha, cái này lan đột biến, còn mấy cái chậu đen đen là lan lan thường thôi. Thả bèo đây cho nó nhìn nó đỡ ghê. Nước này là bốc hơi lên cho nó lan nó mát. Anh nở này đã đợt 2 rồi. Đó, bên kia là chuồng chim đó. Mới gắn cái tấm mica này nè, nhìn cho nó đứng đây nhìn vô cho nó đẹp, nhìn cho thấy hết bên trong. Vì đó, theo theo nguồn cách nó đang đứng dưới nè. Con chim nó ăn chuỗi hết mấy cái cây à. Chắc là khó thấy. Ồ, này thả thêm mấy con chim chỉ nữa kìa. Treo nè, đang gió treo nè. Cá này tính làm hồ cá hồ thủy sinh nè, đây chỉ quay làm đây, kia nó có treo cái dây leo cho nó mát, lan treo. Rồi mình vô chuồng chim mình thăm. Làm lại mấy chim coi, nay thấy thả thêm mấy con chim trĩ nữa kìa. À, để sẵn giới thiệu với mấy anh em luôn. Cái này cũng có làm clip rồi nhưng mà nay quay lại. Ổi nè, ổi ruby, ổi ruột đỏ. Mấy cây này đây. Rồi táo lùng nè. Táo. Bầu này nó cũng lên rồi, quá trời bầu lô đó. Đây là cherry nè, cherry Nam Mỹ, cái này nè. Đây cà chua bạch tuộc, chua bạch tuộc này nó lên quá trời cao. Ủa, có hai trái luôn nè, hai trái nè. Trái nè, hai trái luôn. À, cái này cái dâu nè, mới trồng.
Tây, vô Đà Lạt hay vô gì đó. Này cũng là vô Bạch Tuộc. Nên dâu là trái rồi nè. Đây nè, Kim Chỉ nè. Này bỏ con Chỉ này vô đây luôn. Bay lung tung bắp cho nó ăn, cỏ lúa đâu nó mọc lên quá trời. Đây, á ha, còn Chỉ Vàng đây nữa nãy giờ không thấy. Và cao dưới Chỉ Vàng quá ha. Ba con Chim Chỉ ha, Chỉ Đỏ nè, Chỉ Vàng, Chỉ Bảy Màu, màu xanh. Ba con Chim Chỉ. Hai con Chim Chỉ Mái, đây con Chim Chỉ Mái. Con này vàng dưới ta. Ủa kìa. Thôi, mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mấy anh em đã theo dõi kênh. Nhớ ủng hộ kênh mình nha.